Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động nha các bạn. Chúng ta sẽ luyện tập một bài thể dục cho não. Trên màn hình làm gì thì các bạn làm theo nghe. Rồi bắt đầu. Các bạn giúp cô Trâm trên màn hình vô số mấy là các bạn làm theo giúp cô Trâm nha. Dạ, cô Trâm thấy mới có mấy bạn làm chuyên nghiệp quá. Như đợt mà bắt được kịp thì cũng không khó đâu. Cô Trâm thấy có nhiều bạn làm chuyên nghiệp lắm nha. Ủa tôi biết luôn á. Các bạn mới vào cũng nhìn vào clip làm theo bài tập thể dục của cô Trâm nha. Ôi, anh vậy. Em cho khởi động bài này khỏe quá. Hết rồi, chúng ta cùng vẫy tay chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bài khởi động bài tập thể dục cho não. Chào mừng tới các con vừa hoàn thành xong bài khởi động cho não. Hôm nay là buổi học thử sketch note sẽ do cô Trâm và cô Amino điều phối ngày hôm nay. Đây, cô Amino. Chào các bạn. Nè, cô Trâm, xin chào các bạn. Các bạn có thể chào các cô qua khung chat ha. Thì vừa rồi chúng ta đã có một cái bài khởi động cho não ha. Bản thân chúng ta đã tập thể dục nè. Thì não bộ của chúng ta cũng cần tập thể dục. Và tập thể dục để làm gì? Để cho chúng ta tăng khả năng ghi nhớ, sáng tạo hơn.
Đó, kích hoạt khả năng tư duy của chúng ta. Và một bộ môn Sketch Note là một bộ môn về tư duy hình ảnh, sẽ giúp cho chúng ta trở nên thông minh hơn, giỏi hơn, ghi nhớ lại bài lâu hơn. Và lợi ích của Sketch Note. À, khoan, trước khi hỏi nó về những ứng dụng của Sketch Note, cô chăm hỏi các bạn ở đây, có bạn nào biết Sketch Note là gì không? Hôm nay bố mẹ cho chúng ta đi học thử nè, chúng ta có biết Sketch Note là gì không? Đâu, có bạn nào biết không? Các bạn có thể giơ tay hoặc là các bạn có thể chat vào khung chat để cô chăm xem câu trả lời của các bạn. À, cô chăm thấy Mộc Miên, cô chăm mời Mộc Miên. Rồi, mời con. Con thưa cô, là bức ảnh của Doodle Kids. À, là bức ảnh của Doodle Kids. Rồi, một ý, còn bạn nào có ý kiến khác không? Bạn nào biết SketchNote là gì theo cách con hiểu? À, ví dụ như là một bức hình ha, như bạn Nguyên chia sẻ, thì với con thì nó là cái gì khác không? Bạn Phương Anh. Rồi, con Mi mời Phương Anh. Anh bật mic ha, con bật mic ha. Thì có SketchNote có nghĩa là mình vẽ nó nhanh nhưng mà nó vẫn đẹp ạ. À. À, Mình vẽ một ý dễ nhưng nữa. nó đẹp ạ. À. À, vẽ nhanh dễ nhưng mà vẫn phải đẹp. Ok, còn ai khác, còn ai có ý tưởng khác nữa? À, cô My bắt đầu thu thập à, từ khóa là hình ảnh nè, vẽ nhanh, đơn giản, phải đẹp nữa. Ok, ngoài ra còn ai có ý tưởng gì khác nữa không, bổ sung thêm? Các bạn nè, giơ tay. Ở đây có rất nhiều bạn xinh gái nè, đẹp trai nữa, ai muốn phát biểu cho cô My với các bạn cùng nghe với? Con có muốn bổ sung gì nữa không? Rồi, không thấy bạn nào giơ tay hết thì chắc là nhờ cô Trâm tổng hợp lại dựa trên nãy giờ mấy bạn nhỏ có chia sẻ. Thì cô Trâm tổng hợp giúp các bạn nhỏ hôm nay mình đi học hôm Rồi. nay là môn gì nha. Rồi, cô Trâm sẽ bật mí cho tụi con môn này là môn gì ha. Sketch note nó sẽ liên quan tới hình ảnh nè. Nó cũng có liên quan tới vẽ nè. Và sketch note cũng yêu cầu tụi con vẽ nhanh nè. Và cực kỳ vẽ nhanh, đã muốn để vẽ nhanh thì phải cực kỳ đơn giản. Và làm một bài sketch note ấn tượng thì nó cũng sẽ đẹp đúng không? Đây là ví dụ một bài sketch note của cô Trâm. Để cô Trâm post slide lên hen. Đây đây số ở trong á. Đây là một bài sketch note của cô Trâm về giới thiệu bản thân ha. Cô Trâm có ghi tiêu đề là About Me. Đây là tất cả là tất tần tật về những gì liên quan tới cô Trâm. Đây là một bài sketch note, thì sketch note được định nghĩa nó là một phương pháp ghi chép vừa kết hợp có hình ảnh và cả chữ viết để truyền tải một cái thông tin nào đó. Đây là một bộ môn vô cùng sáng tạo và nó sẽ giúp cho tụi con ghi nhớ bài lâu hơn. Và bây giờ cô Trâm sẽ nhờ cô Amy chia sẻ những cái ứng dụng của Sketch Note mà tụi con có thể ứng dụng trong học tập nha. Ok, rồi, cho cô My xin phép chia sẻ cái màn hình của mình, kể cho các bạn cùng nghe quá trình mà cô Trâm cũng như là cô My để chia sẻ cái bộ môn tư duy hình ảnh này đến với rất nhiều các bạn nhỏ. Và tụi con có biết là đến với Học viện Vietus được 3 năm nay thì cô Trâm và cô My đã đứng lớp hơn 100 khóa học online để diễn ra dành cho tất cả các bạn nhỏ cũng như là các anh chị người lớn, thậm chí là ba mẹ của tụi con, để diễn ra hơn 100 khóa. Thì cái môn học này nó có gì thú vị mà nhiều người đăng ký đi học vậy? Mình học cái môn này về mình có ứng dụng được nó không? Thì cô My sẽ bật mí với các bạn một số cái sản phẩm mà ở những khóa trước các bạn nhỏ cũng như tụi con, trạc tuổi tụi con và các bạn đó đã ứng dụng trong học tập như thế nào. Thì cô My xin phép chia sẻ cái màn hình của mình để kể cho các bạn nghe một số cái ứng dụng mà tụi con sẽ học SketchNote xong con sẽ làm được gì với nó. Rồi, share ha cho các bạn một số cái ứng dụng rất là thú vị của SketchNote. À, thì kể cho tụi con nghe, khi mà tụi con học SketchNote thì tụi con làm được gì? Thông qua việc con muốn ghi nhớ lâu hơn một cái thông tin gì đó, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng SketchNote để con học lịch sử bằng cách là con tái hiện lại câu chuyện lịch sử đó bằng chuyện kể. Thì cái việc giúp con ghi nhớ Hà Nội và con vẽ ra được câu chuyện này thì con mới đảm bảo là tụi con đã phải nhớ được các dữ kiện lịch sử đó rồi khi mà con thực hiện lại bài tập SketchNote. À, một cái ứng dụng rất thú vị ha, là các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để ghi nhớ các cái bộ môn học trên trường. À, ngoài ra ha, không chỉ là lịch sử đâu, các bạn còn có thể học được cả địa lý. À, tụi con còn học được cả về khoa học, tất tần tật những môn học liên quan đến tiếng Việt, văn học hay cái gì, tụi con đều có thể ứng dụng SketchNote dùng hình ảnh để ghi nhớ nó lâu hơn.
Ngoài ra con làm được gì nữa? Với những cái chủ đề mà tụi con yêu thích, chẳng hạn như các bạn trai rất là đam mê xe cộ, còn tụi mình là những bạn gái thì tụi mình rất là đam mê những gì liên quan đến búp bê, ví dụ thế, thì tụi con hoàn toàn có thể vẽ lại những cái thông điệp mà tụi con rất là yêu thích nó, tụi con đam mê một cái lĩnh vực nào đó, tụi con hoàn toàn có thể ghi nhớ nó bằng cách vẽ lại thông tin của cái bài tập đó. Ví dụ trên đây ha, một cái bạn trai, bạn ấy rất thích về xe Bentley và bạn ấy đã kể lại cái câu chuyện, một những cái điều thú vị của chiếc xe này cho tụi mình nghe. Hay ngược lại, có những bạn lại những bạn nữ ha, bạn lại thích kể về những cái câu chuyện liên quan đến những cái con vật rất là đáng yêu và thân thiện mà mình hay gặp nó ở nhà, mình gọi nó là hoàng thượng, thiệt sự là con mèo đó các bạn. Thì các bạn nhỏ, các bạn gái thì rất là mê các cái con vật này, thì mình hoàn toàn có thể kể chuyện về chúng, giúp cho bạn bè của mình ha, hiểu rõ hơn về cái nhân vật con vật này nó có những đặc điểm, đặc tính gì. Bên cạnh đó, con hoàn toàn có thể sử dụng các cái sơ đồ tư duy hay còn gọi là mind map để con tổng hợp các kiến thức con học được về xã hội, như là về trái đất, về thiên nhiên, về vũ trụ, về khoa học, tất cả mọi thứ mình đều có thể ứng dụng bằng Scanner. Ngoài ra, có một cái ứng dụng cũng rất thú vị đây mà con Huy rất là tâm đắc, đó chính là con Huy rất là mê nấu ăn các bạn. Về việc mà mình muốn tạo ra một cái công thức nấu ăn gì đó, muốn nhớ nó lâu hơn, là con Huy sẽ vẽ lại cái công thức đó. Và các bạn nhỏ trong hành trình Doodle Kids cũng như là rất nhiều khóa online để diễn ra, con hoàn toàn có thể vẽ lại được công thức nấu cái món ăn mà con thích bằng Scanner. Nhớ được công thức đó lâu nữa ha. Xong, ăn uống, học tập thì không thể nào thiếu việc đi chơi. Du lịch trải nghiệm là một trong những sở thích mà con My cũng rất yêu thích. Và để mình đến một cái nơi nào đó, mình lưu giữ được kỷ niệm nhiều hơn, thì mình hoàn toàn có thể vẽ lại những cái điều mình yêu thích từ cái nơi đó. Bằng cách là một bạn nhỏ, Gia Phúc, bạn ấy ở Hà Nội, và bạn ấy đã kể cho con My nghe một câu chuyện ở Hà Nội thì con My nên đi đâu, ăn gì, chơi gì, mua gì về làm quà. Bạn ấy kể lại rất chi tiết ha. Con My ra Hà Nội là không thể nào lạc được, cầm cái này là đi chơi được ngay. Ngoài ra, tụi con hoàn toàn có thể thiết kế các cái câu chuyện ngắn, kể chuyện, hoặc là viết nhật ký, tự lưu giữ lại những cái bức tranh này ha. Hồi nhỏ không biết các bạn trên trường tụi con có thích đọc truyện và vẽ truyện, gọi là sáng tác truyện cho các bạn cùng coi hay không, chứ con Huy là mê lắm. Thì đây cũng là một trong những ứng dụng giúp tụi con có thể thể hiện được sự sáng tạo của mình. Coi ngoài ra còn gì nữa ha. Đây, một trong những điều thú vị của Scanner là con có thể thiết kế một cái thời khóa biểu. Có bao nhiêu bạn trong lớp mình tới giờ đi học, tụi con vẽ thời khóa biểu bằng tay? Còn các bạn nào vẽ thời khóa biểu bằng tay không? Các bạn lớp mình nào làm được không? Cô chăm lấy rất nhiều bạn vẽ thôi. Đó, gọi là cái thời khóa biểu hay là cái schedule của con ha. Thì hồi xưa con đi học và con mê lắm. Ông nội mà ngồi ở nhà mà chế là cái bản thời khóa biểu là con đi chăm chú, trang trí, vẽ tùm lum thứ. Thì với Scanner, tụi con hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cái thời khóa biểu thú vị. Nhiều ha, nhiều ứng dụng ghê luôn. Từ học tập, trong cuộc sống, trong việc trải nghiệm mà ăn uống, cũng như là đi du lịch, hay là bất kỳ cái món đồ vật nào con yêu thích, con hoàn toàn có thể ghi nhớ chúng hoặc là trình bày chúng cho người khác bằng cách sử dụng một bản vẽ Scanner. Và nhiều hơn nữa những cái ứng dụng khác mà rất nhiều bạn nhỏ đã từng học Scanner, bạn ấy ứng dụng được trong cuộc sống rất là nhiều. Thì cô My hy vọng qua buổi học thử ngày hôm nay cùng với cô Trâm thì tụi mình sẽ có một cái màn, cô Trâm, một cái phần nội dung rất là thú vị mà tụi mình có thể ứng dụng Scanner ngay tại lớp ngày hôm nay luôn. Mà sắp tới đây ha, cô Trâm sẽ bật mí với tụi con tụi mình sẽ được làm gì. Rồi, cô My trong phần ứng dụng, rất nhiều ứng dụng thú vị ha. Khi các con đăng ký học chuyên sâu hơn về các khóa học thì tụi con hoàn toàn sẽ được cô My và cô Trâm cũng như rất nhiều thầy cô ở Học viện Việt Quốc dẫn dắt. Rồi, các bạn, cho cô Trâm hỏi là các bạn đã hiểu được những cái ứng dụng mà cô Amy vừa chia sẻ khi mà các bạn sử dụng Scanner chưa? Nếu các bạn hiểu rồi, các bạn gõ vào khung chat số 2 cho cô Trâm nha. Số 2 hả? Khi tụi con hiểu, còn thắc mắc gì thì con cứ giơ tay. Nếu các bạn nào thắc mắc thì các bạn có thể giơ tay. Cô Trâm thấy rất là nhiều bạn hiểu. Vậy bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thực hành luôn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm trên tay cho cô Trâm một tờ giấy A4. Wow, các bạn có rất là nhiều. Rồi các bạn rất là sẵn sàng rất là nhiều luôn. Rồi
Bây giờ các bạn hãy giúp cô Trâm. Đây, cô Trâm đang có cái tờ giấy A4 như thế này ha. Các bạn canh nè. Các bạn gấp cho cô Trâm làm. Đây, gấp 2 mét lại miễn sao hai tờ này nó nằm chính giữa. Nó giống như cánh cửa mở ra vậy tụi con. À, cô Trâm thấy Phương Anh đã gấp đúng. Rồi, bây giờ cô Trâm sẽ post like cô Amy. Đây Đây, cô con Amy gấp anh con mở ra được gì nè, đó mở ra được giống con mình, tờ này lại đúng rồi, rồi để con gấp được cái này á tụi con, để nó lên bàn con gấp cho nó dễ, cô My cầm cho tụi con dễ hình dung thôi, còn con muốn gấp cho nó thẳng á là con đặt tờ giấy A4 của mình trên bàn ha, đây sau cô đó con Trâm vừa đặt trên bàn và à, cô Trâm đã gấp đó. được. Lấy hai cái mép con gấp lại vô chính giữa như là một cái cửa nó đang mở ra vậy đó. Bao nhiêu bạn làm được thì con khoe lên ha, để cô Trâm với cô My check giúp tụi con. Rồi, ô nhiều quá, Thủy Miên làm được nè, Mộc Miên cũng ok ha, Minh Ngọc ổn, Hà Phương ok. Bạn đang Hoàng, Hoàng Yến là Yến gì ta? Bạn Yến là Miên đọc không đủ chữ. Yến, bé Yến, Hoàng Yến ok. Rồi các Hoàng bạn Châu nào mà đang để ok. cái background á, các bạn giúp cô Trâm tắt cái background nha, để đằng sau cô Trâm có thể xem. Ví dụ như cô Trâm thấy Hà Phương nè, Hoàng Yến đang để cái background mờ mờ đằng sau nè, cô Trâm sẽ không thấy rõ. Chào Cho nên cô. là tụi con, nếu mà tụi con biết tắt background thì tụi con tắt background nha. Còn bạn Ừ. nào chưa bật camera thì các bạn hãy đừng ngại ngùng và các bạn bật camera lên nha, để cô Trâm và cô Amy có thể xem bài của các bạn khi mà các bạn khoe. Rồi. Dây như ổn nè. Khôi ok. Bình ok. Rồi, Trang ok luôn. Long ok luôn. Rồi bạn nào mà tụi con, tại vì á, lớp mình đông lắm các bạn nên tụi con tập trung á, mình làm theo những cái gì mà cô My đang thấy cũng như là con bật cam á thì cô sẽ quan sát tụi con nhanh hơn, còn tụi con mà tắt cam mà cô My không biết tụi con đang có khó khăn gì còn cô giúp hay không, nên là mình chủ động ha, mình học tập trong sự chủ động, khó thì hỏi, không biết thì hỏi cô và các bạn, cô và cô Trâm sẽ luôn giúp đỡ ha. Cô đang làm gì vậy cô? À, đây mình đang giúp cô My ha, tờ A4 nằm ngang giống vậy nào Quỳnh Anh, con gấp lại giúp cô My như cái cửa nó đang mở ra vậy đó. Sao cô Trâm còn móng tay đẹp thế? Trời, cô Kỹ Trâm cảm ơn con nhé. kỹ rồi gấp lại được chưa Quỳnh Anh, cô mới thấy con Cô trai Trâm nhưng ơi, mà con để Quỳnh Anh đó cam con bị mờ ạ. không nhìn thấy hả, Cam con bị mờ ạ, nên là nhìn nó không rõ lắm ạ. nhưng mà cô À, mới có thấy camera không, của con bị vẫn nhìn thấy mờ. Yến à, cô mới vẫn nhìn thấy được Yến á. Rồi Ok. Rồi bây giờ các bạn hãy tưởng tượng cho cô Trâm ha. Cô Trâm có hai tờ bạn, cái tờ giấy A4 của cô Trâm sẽ được chia làm ba đúng không? Của các bạn cũng vậy, cũng được chia làm ba. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vô phần ở chính giữa nha. Đây, phần chính giữa là cái phần này nè. Đây, cái phần cô Trâm đang khoanh tròn là cái tờ giấy to nhất ở ba trong ba phần của tờ giấy A4. Rồi các bạn có cây thước ở đó không ta? Trời, nếu không có thước thì các bạn có thể sử dụng bút chì trước nha. Còn bạn nào có thước các bạn có thể bắt đầu luôn nha. Ok, cô Trâm bắt đầu nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái phần to nhất ở chính giữa. Chúng ta phải kẻ cho cô Trâm một cái khung. Rồi, chúng ta sẽ kẻ một cái khung hình chữ nhật. Rồi, các con có thể dùng thước nha. Đây. Rồi, cô Trâm có hình chữ nhật ở trong cái khung. Tụi con có thể vẽ một bút đen luôn nha. Nếu như bạn nào có thước thì bạn có thể vẽ một bút đen. Sao, Phương Anh? Con đi lấy cái sạc ạ. Ok. Cô Trâm nhờ cô Amy một lát, có bạn nào vào cô Amy duyệt giúp cho Admin giúp. Ok. nha. Rồi. Sau khi chúng ta có một cái khung to ơi là to, chúng ta sẽ chia giúp cô Trâm nha. Rồi chúng ta sẽ chia tờ giấy ở khúc đầu tiên, 1 phần 4 tờ giấy. Cô Trâm chừa trống, cô Trâm kẻ một cái đường ngang thôi, cô Trâm chừa trống. Này chúng ta có thể làm thước để cho nhanh nha.
Rồi tiếp theo cô chăm thêm một cái hình một đường thẳng nữa nằm ngang. Và cuối cùng thêm một đường thẳng để cho cái khung chữ nhật to đó chúng ta chia thành 4 ô, 4 hình chữ nhật con ở bên trong. Trong đó là hai hình chữ nhật nằm ở chính giữa là hai hình chữ nhật to nhất, có chiều rộng to nhất. Xong rồi chúng ta sẽ chia đôi. Đây, canh hai cái hình chữ nhật ở chính giữa, chúng ta kẻ một cái đường thẳng, thẳng đứng. Xong chúng ta sẽ chia cái hình chữ nhật ở bên phải thêm một cái đường thẳng nằm ngang nữa để chúng ta có bốn cái hình chữ nhật nằm ở bên phải, bên trong hai hình chữ nhật nằm chính giữa. Tụi con đã kẻ được tới đây giống cô Trâm chưa? À, chưa kẻ đẹp nào đây đẹp. Ôi, vậy bạn nào chưa kẻ thì nhanh lên nào. À, cô Trâm đang làm vuông xong con rồi. Con kẻ xong rồi nhưng mà con kẻ thành hình vuông. À, hình vuông cũng được. Rồi, con dơ lên đi. Rồi, các bạn nào kẻ xong mình dơ lên nha. Mình dơ lên trên màn rồi, hình. Rồi, Hà Trang, ok. Đăng Khôi ơi, con bị chát cái đèn á. Con có thể vô xích là gần camera thì cô Trâm sẽ thấy đó. Châu, à, Hoàng Châu, ok. Tâm, ok. Đâu, của Minh Anh đâu? Khôi. Khôi được, ok. À, Khôi, ok. Các bạn có thể vẽ luôn bằng cây bút màu đen luôn nha. Còn bạn nào sợ sai thì có thể sử dụng bút chì. Rồi, cô Trâm thấy của Long ok. Khôi ok. Rồi, Thanh Bình ok luôn. Bình ok luôn. À, Tuệ Lâm ok. Rồi, quá xuất sắc. Linh nè, Linh con tắt cái video background sau lưng con đi Linh. Tại vì Khánh Linh á, do cái nó chì mất ha, con không nhìn thấy được. Rồi, ok con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái khung này trước nha các bạn. Cái khung mà cô Trâm đang tô đó. Bây giờ các bạn hãy giúp cho cô Trâm vẽ một cái hình chữ nhật hoặc là hình vuông bên trong cái khung này. Đây. Xong rồi chúng ta làm gì? Chúng ta có cái hình chữ nhật hoặc hình vuông đó, chúng ta sẽ tự do trang trí. Ví dụ như cô Trâm thích cái khung này, cô Trâm dán 4 miếng băng keo ở xung quanh. Hay là tụi con thích trang trí bông hoa cũng được luôn. Đó, hãy biến nó thành những cái kiểu giấy mà tụi con thích. Chỗ này để làm gì? Chỗ này để chúng ta hòa mặt chúng ta. Ném mặt mình ạ. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ hòa mặt chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vô camera, chúng ta quan sát chúng ta trên camera ha. Rồi, cô Trâm để tóc dài, cô Trâm đeo kính. Hay là cô Trâm thấy Phương Anh với Hà Trang có một cái nơ trên đầu nè. Đó, hay là Đăng Khôi có một cây mọc mầm trên đầu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ họa mặt của chúng ta vào cái khung này. Nhớ nha, chúng ta chỉ vẽ trên cái khung này thôi nha. Rồi, bắt đầu họa mặt bằng cách là chúng ta sẽ vẽ một cái chữ giống như chữ U để thể hiện cái gương mặt. À, xong rồi, vẽ cái cổ nè. Vẽ to ra nha tụi con, vẽ to hết cái khung á chứ đừng vẽ nhỏ xíu nha. Rồi, vẽ cái cổ. Rồi, bắt đầu cô Trâm vẽ tóc. Giờ bạn nào tóc như thế nào thì chúng ta vẽ như cô Trâm để máy ngang. Tụi con tóc sao tụi con vẽ vậy nha, đừng vẽ cô Trâm vô đó nha. Đúng rồi, đừng vẽ cô Trâm nha. Rồi, cô Trâm đang để tóc dài. Ừ, tụi con vẽ cái tóc con thích á. Ví dụ như con thích để tóc dài, con vẽ tóc dài. Khen thì tóc đang hớt một bên ha, thì vẽ mình hớt tóc qua một bên. À, rồi Châu thì tóc rất là dài, vẽ tóc dài xõa ra. À, rồi Phương Anh thì cắt tóc hai chùm hai, có cái cài rất là dễ thương, vẽ vô. Rồi tiếp tục vẽ tới gương mặt. Đây cô Trâm đeo kính đúng không? Đây cô Trâm xem có bạn nào đeo kính giống cô Trâm không? Cô Trâm thấy có Minh Anh đeo kính nè. Chỉ cộng một độ thôi cô ạ. À, con bị cộng một độ nhưng mà con đâu đeo kính đâu. Rồi cô Trâm đeo kính.
Cô Emino cũng biết đeo kính cơ. À, cô Emino đeo kính kìa. Đúng rồi, chúng ta sẽ quan sát. Rồi. Rồi, bây giờ tâm trạng chúng ta như thế nào? Ví dụ như cô Trâm đang quá trời vui luôn, cô Trâm cười tít mắt luôn. Tôi chỉ con cũng đeo kính cơ. Vậy hả? Con đi tìm kính đeo vô hả? Rồi, tụi con đang sao? Đang quá trời vui hay là đang hào hứng nè, chúng ta sẽ mặc biểu cảm của chúng ta vào đây. Xong rồi chúng ta có thể thêm hai gạch để cho cái má một lát chúng ta tô màu á, nó giống như má hồng của chúng ta vậy đó, làm cho hình của chúng ta đáng yêu hơn. Cô con dùng tô màu đỏ tô được không cô? Được luôn. Một lát là nhiệm vụ của tụi con là tô màu vào những cái bức tranh này đó nghe. Rồi cái khung còn trống thì các bạn có thể trang trí bông hoa hay là những cái icon, những cái hình ảnh mà mấy bạn thích. Trái tim, ngôi sao, que kem, cầu vồng, đó thì con thích gì thì con vẽ vô. Xong chưa? Rồi, bạn nào xong rồi, khoe lên. Xong rồi, khoe đi các bạn. Like các bạn ha. Phương Anh. Trời ơi, thắt tóc hai chùm dài thiệt dài luôn. Còn cái khung gì, trái tim dễ thương quá. Châu ơi, Châu nè. Yeah, trời wow. Ơi. Dễ thương quá. Trời ơi. Ôi, đi cái mắt kiến trời xuống. Chị hai vậy. Ủa, trời ơi, với Châu. Gặp lại Châu kìa. Lâu quá, con mới gặp lại á. Xịn quá nha, đồ này vẽ đẹp quá. Rồi, tới coi Khôi nha. Coi Khôi thể hiện mình như thế nào. Ê, đeo mắt kiến. Ồ, tóc chị. Ủa, tóc dài hả? Vậy là con đang vẽ con gái hả? Hay là con đang vẽ ai đó? Em mình hay sao? Một mic Khôi cho con My phỏng vấn thử. Để con My thấy có hai cái chùm vấn. Trong hai chùm chùm tóc hai bên á, là con tính thể hiện là cái headphone hay là con tính làm gì với hai cái cô My thấy nó dài dài xuống chút á. Thì có gì bật mic ra cô My hướng dẫn cô My giúp cho. Rồi. Vẽ em gái của con. À con vẽ em gái mình. Vậy là cái on about me này là nhớ viết tên của em gái con nha. Ồ, cô cho thấy Hà Trang vẽ đáng yêu quá nè. À. Trời ơi. Mắt. Đâu rồi? Cô My dài cong vút luôn. Đây ha, cô My spotlight cho các bạn cùng xem. Đó. Chưa? Đáng yêu quá chừng luôn, cái nơ cài rồi nữa. Trời ơi, cô Trâm còn thấy của Nguyên Khang nữa. Ok, xịn ghê chưa. Ôi, bọn cái áo yêu thích của mình tô màu kịp luôn cô Trâm, nhanh dữ. Rồi đây bạn Bình. Bạn Bình. Trời ơi, phi hành gia. Phi hành gia. Trời ơi, dễ giống nha. Giống rồi là giống luôn. Giống luôn, nhất là cái mái tóc. Cái mắt kính con rồi. Con như rằng là oh my god. Thôi, Tuyết Nhi vẻ dễ thương quá nè. Dễ thương ha. Mấy bạn vẻ lẹ quá. Rồi, nhanh quá. Hấp dẫn quá. Rồi, tiếp theo nha. Rồi, qua cái khung phía bên này. Khung mà cô Trâm đang gạch đó. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ gì đây? Chúng ta sẽ ghi tên. Rồi, chúng ta sẽ dùng cây bút màu đen nha. Ghi là tớ. Tên là, rồi mình tên gì thì mình ghi ra nha. Mình sẽ dùng một cái phông chữ khác, phông chữ tớ tên là ha. Phông chữ tớ tên là chúng ta chỉ là viết in hoa thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dùng một kiểu chữ khác. Ví dụ như cô Trâm có thể ghi kiểu chữ hợp. Tụi con có thể sáng tạo ra nhiều kiểu chữ. Rồi ví dụ như cô Trâm rất là thích kiểu chữ hợp, thì cô Trâm ghi kiểu chữ hợp. Cô Trâm sẽ ghi tên cô Trâm. Ví dụ như cô Trâm tên là Bảo Trâm. Còn các bạn tên gì các bạn ghi tên của các bạn vào nha. Các bạn đừng ghi Bảo Trâm nha. Hình như lớp mình đâu có ai cùng tên với cô Trâm đâu, phải không ta? Rồi, tụi con tên gì tụi con ghi ha. Hà An, Minh Ngọc, Gia Như, Hà Phương, Phương Anh, Thần Long đó. Hà Vi, Thụy Miên, Hoàng Yến đó. Viết tên tụi con vô. Bất kỳ kiểu chữ tên. Rồi
Tại sao cô chăm ghi một chữ khác để một lát cô chăm trang trí, đúng không? Ví dụ như cô chăm thích cho chữ cái này nó gạch gạch. Đây là kiểu chữ hợp. Bạn nào có kiểu chữ khác, cách trang trí khác, tụi con tự do sáng tạo nha. Môn này là một cái môn, môn sketch note là một môn rất là tự do sáng tạo, thể hiện cá tính của chúng ta trong đó. Cho nên tụi con đừng ngại ngùng nha. Và môn này không có ai hỏng đánh giá là ai vẽ đẹp, ai vẽ xấu đâu. Ai vẽ cũng đẹp hết. Cho nên là các bạn cứ tự tin là các bạn vẽ nha. Rồi. Rồi, bạn nào xong rồi có thể giơ lên cho cô chăm xem nha. Trời, bạn Nguyên khen nhanh quá. Bạn nào xong thì cứ giơ lên, còn bạn nào chưa xong cứ tiếp tục. Rồi, cô chăm xem của Hà Phương. À, ngược lại với cô chăm. Một cách okay rất là sáng tạo. Cảm ơn con. Rồi, xem cô Hoàng Châu. Ồ. À. Cô chăm Du. Phải không ta? Hoàng Châu. Du, đúng rồi. Đó. Một lát các bạn nào mà vẽ bút chì là các bạn vẽ lại một bút đen với cô chăm nha. Lát thì con à, Hà Minh Trang, trời ơi. Cái tim luôn. Cái tim luôn. Biến tấu dễ sợ. Thấy không, các bạn rất là sáng tạo. Cô chăm công nhận lớp mình sáng tạo ghê luôn. Rồi Long. À, Long ơi, con dơ xích lên đi Long. Cao lên chút con. Dơ cao lên tí. Dơ cao lên á. Con, cô chăm chỉ thấy cái tờ giấy trắng của con thôi. Cao lên nữa. Cao. Chụp. Wow. À. Tên Long hay Hoàng Long mà chữ H là phải biến thành cây cầu hay gì đây nè, nhìn hấp dẫn dữ. Hoàng Long à, Hoàng Long hay là Thần Long mà chữ H con viết thành cái chữ đó ta. Con là cái gì Long? Thần Long chứ đúng không? Con có thể bật mic lên nè Long. Tụi mình thấy nên ghi tên con là Thần Long nè. Phải không? Dạ phải. À, chào Long. Rồi tiếp ha, coi bạn Long. Thấy không cô chăm? Ồ trời ơi. Con là cái chữ xịn sao? Diễn xịn quá. Còn có gương mặt cười nữa. Ừ, dễ thương, đáng yêu. Đâu rồi, còn bạn nào khoe bài nữa không? Xong chưa các bạn ơi? Tụi con kịp chưa? Rồi, bạn nào kịp? Bạn nào kịp rồi, giơ tay lên xem nào. Được một cái bút lên. Vậy, đưa mi coi thử bạn nào xong rồi. Nhiều người xong không? Con mới chỉ viết tên chứ chưa viết được hình cơ. À chưa vẽ hình hả? Vậy viết tên chứ. Ok ok, vậy cứ đi theo cô chăm đi. Rồi, ổn. Tiếp. Tập trung nha, tập trung mình mới nhanh được chứ không là con quay lại cái rút cái bút xuống cái là con đi cho đi qua Campuchia luôn đó. Rồi, bây giờ khung kế tiếp của chúng ta là khung bên dưới nha. Chúng ta sẽ ghi tới bao nhiêu tuổi. Ví dụ như cô chăm năm nay cô chăm 10 tuổi, cô chăm vẽ số 10. To lên. Ôi, cô ơi, 10 tuổi đâu. Thì con giả bộ cho cô chăm 10 tuổi đi. Đó, ví dụ năm nay tới 10 tuổi, cái tới ghi số 10 tuổi. Rồi, chúng ta còn trống thì chúng ta có thể vẽ thêm. Ví dụ như cô chăm vẽ bánh sinh nhật. Để trang trí cho cái khung. Đó, hoặc là ngôi sao bông hoa gì đó, tùy vào sự sáng tạo của tụi con. Rồi, năm nay tới 10 tuổi. Đó, mình có thể trang thêm những cái họa tiết vô trong cái số. Hoặc là mình ghi một cái kiểu chữ khác. Đó, cô chăm tin là lớp mình rất là sáng tạo cho nên sẽ có rất là nhiều cái kiểu biến tấu phong chữ. Rồi bạn nào xong thì có thể khoe với cô chăm và cô Amy. Để cô chăm với cô Amy học hỏi các bạn. Cô chăm ơi, con biến thành con cầu trúc. À, con biến thành con cầu trúc, vậy con vẽ xong chưa? Con vẽ gần xong rồi. À, Hoàng Châu 13 tuổi đây này. Trời ơi Châu ơi, cô chăm thích con vẽ hình chibi quá. Đáng yêu kinh khủng. Rồi tiếp nha. Coi thử bạn nào nữa. Bạn nào xong khoe tiếp con đi xem cho.
cùng đi spotlight cho tụi con, cho các bạn cùng học hỏi tụi con với. Đây Hà Phương. À, Hà Phương bằng tuổi cô Trâm nè. Có hai con mắt lên nè, nháy nháy. Cái này là chắc bận áo crop top hả? Áo crop top. Áo hở bụng, hở rút. Đâu, còn bạn nào nữa? Em chào cô. Chưa? Bình 10 tuổi, trời số 1. Trời ơi, số 10. Dạ. Yeah. Phi hành gia vậy luôn hả Bình? Trời, thấy cái background phi hành gia sau lưng chưa? Trời ơi, đam mê, đam mê. Cô Trâm thích con quá Bình ơi. Thôi, xin thôi nào. Rồi. Đây, xem coi. Khoe đi con. Chưa, chưa, chưa thấy, chưa thấy. Rồi, gần lại chút nha, gần lại nữa. Ê, tới 3 tuổi. Con mới có 3 tuổi thôi, con chút mới có 3 tuổi thôi hả? Chào con. À, em gái con. Nè, em gái, em gái. Đúng rồi, đúng rồi. Chào một người anh gương mẫu. Rồi, Trang nha. Ôi, cô Trâm thấy Hà Trang rồi. Ủa, ờ đúng rồi, Minh Trang. Minh Trang 7 tuổi. 7 tuổi. Chà, xịn chưa? Rồi, bạn... Long cũng 7 tuổi luôn. Đó. Rồi, còn bạn nào không? Còn Nguyễn Khang. Nguyễn Khang, 8 tuổi. Chào con, bằng tuổi cô My. Giờ rồi, cô Trâm lớn hơn cô My 2 tuổi rồi. Rồi, đâu cô Trâm thấy nè. Hồi nãy cô Trâm thấy mới thấy bạn Na nè. Sao con lại biến thành con bò? Tụi con vào lớp các bạn còn lại mà chưa có bọc cam được đó, thì tụi con bọc cam lên ha. Để cô My cô Trâm sẽ giúp đỡ tụi con. Đúng rồi, các bạn bật cam cô Trâm mới thấy. Cô Trâm xe của Minh Anh. Minh Anh giơ lên đi Minh Anh. À, Minh Anh cũng 7 tuổi. Ok. Rồi, mình qua khung kế tiếp nha các bạn. Rồi, khung kế tiếp sẽ là cái khung này. Đây, cái khung mà cô Trâm khoanh tròn nha. Khung này chúng ta sẽ ghi tớ đến từ rồi mình đang sống ở tỉnh nào mình ghi vô nha. Ví dụ như cô Trâm quê ở Bến Tre, cô Trâm sinh ở Bến Tre, cái cô Trâm ghi chữ Bến Tre. Đó, mình đang ở tỉnh nào, mình sống ở, mình sinh ở đâu, mình ghi ra ở đó. Đó, mình có thể ghi cái kiểu chữ khác. Rồi phía dưới mình còn trống thì mình làm gì? Mình có thể vẽ ngôi nhà của mình hoặc là tỉnh mình có cái đặc điểm gì đó. Ví dụ như tỉnh Bến Tre của cô Trâm có rất là nhiều dừa. Cô Trâm sẽ vẽ cái dừa. Còn cô My thì ở biển các bạn. Cô My sẽ vẽ bãi biển. Đó, có quá trời dừa. Rồi cô Trâm sẽ vẽ một cái căn nhà nhỏ nhỏ kế bên kia dừa. Đó, nhà của Trâm có cái hàng rào nữa. Hàng rào của Trâm sẽ trồng rất là nhiều nhiều cây. Đó, của Trâm vẽ cây thêm. Đó, nhà các bạn hãy vẽ tỉnh của mình có gì đặc biệt, đặc trưng. Còn không mà chúng ta có thể vẽ ngôi nhà của chúng ta. Đó, nhà các bạn nào trồng nhiều hoa thì có thể vẽ hoa. À, chúng ta trang trí, chúng ta đến từ đâu? Đó, nãy giờ cô Trâm biết được các bạn nè. Các bạn vẽ được chân dung mình nè. Các bạn tên là gì nè. Các bạn bao nhiêu tuổi và các bạn đến từ đâu? Để nào vẽ xong thì mạnh dạn khoe với cô Trâm với cô Amy. Để cô Trâm với cô Amy làm quen với các bạn nha. Chưa, các bạn nào thông chưa ta? Các bạn nào siêu tốc độ không? Cô Trâm đó, bạn Thanh Bình đang vẽ vũ trụ. Đến từ vũ trụ hả? Con cứ tìm hai cái điểm đặc trưng. Một là con vẽ cái nhà của mình, một ngôi nhà nhỏ. Hai là con cứ nhớ lại tỉnh mình,
Ví dụ cô My ở biển nè, thì cô My sẽ vẽ một bãi biển. Bạn nào ở Đà Lạt hay là ở núi thì con có thể vẽ một ngọn núi. Con thì ở miền Bắc. Con ở miền Bắc, con ở tỉnh nào? Chỗ con Hà Nam. Ê. Hải Nam hả? Hà Nam. Vâng. Hà Nam là sát Hà Nội ha. Thì thế thì con nên vẽ cái gì cho nó thể hiện được đặc trưng của Hà Nam? Nếu mà khó quá thì vẽ ngôi nhà của con ha. Nếu mà ở tỉnh con không có gì đặc trưng hết á, thì con vẽ ngôi nhà của mình như cách cô Trâm đang thể hiện ngôi nhà nè. Cô Trâm đoán đâu có sai. Hà Nội. Ok, có Hồ Hoàn Kiếm kìa, cưng chưa? Mình vẽ xịn quá. Đây xem cô Hoàng Yến. Yến hơi mờ. Camera của con hơi mờ ha. Thấy được 8 tuổi nè. Mà bên kia thì mờ quá. Bên kia mờ quá. Có gì con nhờ mẹ chụp lại cái bài của con đó, xong rồi con up lên group Zalo của lớp chúng mình nha. Trời ơi, vẽ Hồ Hoàng Kiếm đẹp quá. Con đến từ Hà Nội con ơi. Ủa, cô Trâm biết rồi. Ôi, Yến cũng ở Hà Nội luôn. Nè, lớp mình Hà Nội nhiều nè. Rồi, cô Trâm ở đâu đây? Hồ Chí Minh. Đây, xem của Quỳnh Anh. Nãy giờ cô Trâm chưa xem của Quỳnh Anh nè. Quỳnh Anh ở đâu đây? Đây là chắc anh của Quỳnh Anh quá. Quỳnh Anh ơi, con giơ xin lên. Hay là Quỳnh... Anh đây là một người anh vẽ em gái mình. Con bảo khen cô ơi. Con bảo khen cô Trâm đổi cho con hình đổi khen nha. Ok. Chứ không con kêu Quỳnh Anh cũng đi sụn miệng ghê luôn á. Đây cô Trâm đổi tên hình đổi khen. Rồi cô My xem tiếp nha. Rồi thằng Long coi Long nha. Rồi Long đến được Việt Nam rồi cô My thua luôn. Không biết con ở chỗ nào của Việt Nam nữa. Ok, cô My làm quen Long ha. Rồi tiếp. Rồi của Minh Anh. Minh Anh, xin Minh Anh nè. Đâu rồi, Minh Anh đã mất rồi. Đây. Minh Anh đến từ miền Nam. Rồi, thua luôn. Cũng không biết tỉnh nào ở miền Nam luôn. Nhưng mà cô My biết là ở miền Nam là gần cô My ha. Tại cô My ở Hồ Chí Minh, gần tụi con. Coi khen à, giờ bài khí thế luôn. Xót lại khen mới được. Coi khen ở đâu đây? Bến Tre, trời ơi, quê của cô Trâm. Ủa khen cũng... Khen con ở Bến Tre thiệt hả Khen? Cùng quê Khen Trâm ơi. Bữa nay đi hái dừa chung với cô Trâm. Miên, coi Miên ở đâu đây. Miên đến từ Kon Tum. À, nếu là Kon Tum thì con Miên nghĩ có núi không ta? Hỏi Miên thử trên Kon Tum thì con có rừng núi rồi gì không? Thì có thể vẽ thêm một vài ngọn núi sau lưng ngôi nhà của con ha. Nếu như mà có núi. À, Hà Phương đến từ Nghệ An. À, Nghệ An. Nghệ An có rừng thông nữa. Ồ, cái gì con vẽ thêm thông rồi ha. Vẽ thêm cái rừng thông sau lưng ngôi nhà con á. Ok, mình tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp tới cái khung mé phía bên này. Đây. Khung này cô Trâm sẽ vẽ gì đây? Chúng ta sẽ vẽ màu tóc. Rồi chúng ta sẽ ghi chữ màu tóc. Của tớ là... À, mình ghi tóc của tớ lên màu đen ha. Rồi. Mình có thể vẽ một cái khuôn, một cái màu xong rồi chúng ta tô màu vô. Ví dụ như màu đen. Bạn nào ghi bút chì các bạn có thể ghi tóc của tớ màu đen cũng được. Cô Trâm lỡ ghi chữ màu tóc trước rồi. Bạn nào có ghi bút chì các bạn có thể sửa thành tóc của tớ màu đen. Thì nó sẽ ngắn gọn hơn. Rồi có bạn nào ở đây tóc màu khác không ta? Có cô Amy. Cô My có hai màu. Cái màu nâu vàng á. Vẽ vô ha. Tụi con tóc màu gì vẽ vô màu đó. Sẽ có một số bạn là tóc màu nâu. Ừ, tóc màu nâu. Ôi, Hoàng Châu vẽ xịn quá. Chà, phải có mấy giọt bắn bắn ra giống như các bạn. Tóc màu nâu.
Rồi, thêm vô hành dễ thương quá. Rồi, tiếp tục cái khung ở dưới ghi mắt của tớ màu gì? Rồi, màu gì? Mình nhìn vô gương mình xem mắt của mình màu gì? Rồi, ví dụ như mắt cô Trâm màu nâu. Rồi, cô Trâm đi kiếm màu nâu, cô Trâm tô vô. Rồi, mắt của tớ màu nâu. Mắt của em con có màu nâu luôn. À, vậy hả? Rồi, có bạn nào mắt đen? Đen à. Ờ, mắt màu đen. Hay màu xám? Hay màu xanh? Màu xanh là người Tây cô ạ. Lỡ như ở đây có bạn nào lấy tay rồi sao? Rồi, bạn nào xong rồi thì các bạn ghi ở phía trên đây giúp cô Trâm làm ghi một cái chữ là tất cả về tớ. Chúng ta ghi tiêu đề to lên nha. Đó, chúng ta sẽ ghi tiêu đề tất cả về tớ. Bắt đầu là bạn biết all about me chứ cô. Hả? Viết tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được nha mấy bạn. Ờ, các bạn có thể ghi chữ on about me. Nhưng mà mình đang viết tiếng Việt rồi. Có viết như vậy có đủ không ha? Đây, cô Trâm đang canh nè con. Chúng ta có thể ghi bằng bút chì trước nha. Tất cả. Quên. Hiện gì không? Ai? Của tớ. Ủa, trời ơi. Về tất cả chứ cô. Sao con viết tất cả về tớ rồi? Đây nè, mình đang ghi tất cả về tớ. Con chỉ chắc chắn đã viết cho cô. Vậy hả? Nhanh vậy. Rồi bạn nào viết xong rồi thì cái ô cuối cùng các bạn có thể vẽ. Trang trí. Đây, đúng rồi, chúng chính xác. Ô cuối cùng chúng ta dành để trang trí tự do. Sau khi chúng ta làm xong thì cô Trâm sẽ nhường sân khấu lại cho cô Amy để cô Amy hướng dẫn tụi con trang trí ở phần bên tay phải của chúng ta. Rồi tụi con trang trí đi nha. Que kem hay là bánh hay là bông hoa, trái tim, mèo kitty hay con muốn làm gì, vũ trụ hay gì cũng được. Trang trí cái khung phía dưới. Đó, que kem quá. Rồi, kem ốc quế, 3 tầng luôn. 3 viên kem luôn. Đó, các bạn trang trí tự do. Rồi, ví dụ như ăn bánh donut. Rồi, hay là bánh cupcake. Trời, trang trí tất cả loại bánh luôn. Mở tiệm bánh luôn cô Trâm. Tùy từ con ha, có thể là vẽ động vật, rau củ quả, rồi đồ ăn, rồi thiên nhiên, cây la hoa lá cành hay là các dụng cụ học tập, bất kỳ chủ đề nào con thích vẽ vào đó. Rồi, chúng ta vẽ nhanh và chúng ta đã xong phần ở chính giữa. Trời, một lát cô Amy sẽ hướng dẫn cho tụi con cái phần hình chữ nhật nằm ở mé bên tay phải và nhiệm vụ của tụi con là sẽ trang trí phần ở phía bên tay trái để hoàn thành cái bài About Me của chúng ta. Một lát cô Trâm sẽ dặn cho con là ở bên trái chúng ta làm gì ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô Amy nhìn về phía bên tay phải để chúng ta trang trí. Rồi,
mình xem cái màn hình của mình ha. Sau khi phần giờ các bạn nhờ dơ cái bài của tụi con lên, cô Trâm và cô My xem lại thử một lượt tụi con đã xong cái ô chính giữa chưa. Bạn nào xong dơ lên, cùng dơ lên ha. Nếu con xong rồi, trang trí xong à, quay lên. Hai xong, Giang Như coi như nào. Ok Như đó, rồi chè Minh Ngọc, ổn, tốt. Ít ha, bạn nào xong con dơ lên. Con Mi ready thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, phần mà con Mi nghĩ là các bạn rất là thích à, và sẽ tự tin để thể hiện phần này. Rồi, ok nè. Ok Bình. Ok Châu. Có xịn, có xịn. Lớp này nhanh hơn lớp học thử trước không ha? Bạn đúng rồi. Không? Khang, xem Khang nào. Vô giữa đi Khang. Ok con. Rồi các em nhỏ hơn chút mà tụi con cố gắng ha. Tuy mình nhỏ thì mình có vỏ mấy bạn. Ê cô Trâm thấy Hà Phương ghi chữ gì nè. Bót lại lên. Trái tim của Hà Phương. Con lụa, bắn tim lại, bắn tim chiếu chiếu liền. Bắn tim. Trời ơi, đúng tim quá. Tan chảy. Ok, rồi tiếp nha. Xong ha, các bạn ơi, tụi con sau khi để xong phần đầu tiên này, cô Trâm để giúp các bạn giới thiệu về mình cho các bạn bên cạnh mình hoặc là những ai chưa biết mình bắt đầu hiểu sơ sơ về mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ bật mí thêm một phần nữa. Đó chính là phần sở thích, những điều mình yêu thích ở cái góc bên phải của tờ giấy ha. Thì bây giờ tụi con bắt đầu tiến sang góc phải một chút, lọc cái góc phải ra nha. Xem tụi mình sẽ bắt đầu thể hiện những thông tin về sở thích của mình là gì. Rồi. Thấy cái màn hình của cô My chưa ta? Sao thấy nó đúng rồi nè cô My. Cô My trên màn hình của cô My có cái hình của cô My nữa. Cô My có thể quẹt qua để tắt cái hình đó. Ôi giời xem sao ta? Tắt cái hình này của cô My hả? Quẹt qua cái là tắt rồi em My. Chưa. Sao bị đứng rồi ta? Sao tự nhiên đứng cứ ngắt gì ta? Rồi đợi cô My share lại cái màn hình nha. Chị nó đứng đờ đờ đây. Bạn nào tranh thủ trong lúc chờ cô My share thì chúng ta có thể vẽ tiếp tục hoàn thiện. Rồi. Đây ha. Bắt qua đây. Đúng rồi, chính xác. Wow. Rồi đây là phần nãy giờ cô My cũng nghe giảng với cô Trâm gì đó, xong cô My cũng tự làm lại giống y tụi con. Tụi mình học cùng nhau ha. Phần thứ hai, các bạn giúp cô My ở góc phải của màn hình. Tụi con chia giúp cô My như sau. Đầu tiên, mình vẽ một cái phần cái banner trong cái banner đó. Con viết giúp cô My chữ My Favorite là những cái sở thích của mình. Mình sẽ cùng nhau bật mí bốn sở thích của mình. Rồi, viết vô giúp cô My ha. Chữ Favorite, con có thể viết bằng nhiều kiểu chữ khác nhau. Con thích kiểu gì cũng được. Chọn một. Sao mất tiêu rồi? Chắc là do cái iPad mình nó bị nặng quá, nó hay bị eo ra. Rồi tụi con ghi giúp cô Trâm nha. Cái khung đầu tiên ha, chúng ta sẽ ghi My Favorite. Hoặc là bạn nào không biết, không ghi tiếng Anh thì các bạn có thể ghi chữ sở thích cũng được. Thôi con viết tiếng Việt đi ha. Trời trời, quên mất tiêu. Thôi viết tiếng Việt nha các bạn. Tụi này, bạn nào chưa viết thì viết lại tiếng Việt đi, cho nó đồng bộ. Tại tụi con đang viết bằng tiếng Việt hết á. Cô ơi, không có đủ anh mà. Rồi, viết tiếng Việt đi ha, tại cô My lỡ. Rồi, cô Trâm thấy của Gia Như rồi nè. Rồi, mình sẽ ghi cái khung kế tiếp nha. Chúng ta sẽ nằm... Anh nhớ cái chữ M rồi cô ơi. Con lỡ ghi chữ M rồi hả? Con có bút chì có thể tẩy được không? Được rồi, bút mực rồi cô ạ. Rồi, bạn nào mà biết bút mực rồi thì viết cái chữ này. My Favorite. Còn ai mà chưa viết đó, thì viết bút chì, viết bút mực, chữ sở thích cho nó dễ. Tại vì mình đang làm tiếng Việt hết á, nên cô My cũng cho nó đồng bộ với tụi con luôn. Sở thích ha. Xong mình có thể vẽ trái tim, một vài trái tim bay bay. Dây sạc. Về sở thích. Ok. Rồi đúng rồi, Hoàng Châu rất là nhanh. Rồi viết chữ sở thích ha. Rồi Thanh Bình xong rồi nè. Rồi, sau khi đã có cái khung sở thích, bây giờ rồi, Hà Phương xong rồi. Rồi các bạn nào xong giúp cô My kẻ cái khung bên dưới, chia cái khung đó. Chia cái khung hình chữ nhật bên dưới thành 4 phần. Rồi,
vẽ kẻ cái khung ạ. Lấy thuốc kẻ rồi chia làm 4 giúp cô. Tụi mình sẽ cùng nhau nói về 4 cái sở thích của mình. Đây, 4 cái khung. Rồi, cô My đợi ha, các bạn kể giúp cô My cái khung. Cần phải ghi cái từ Ferris bên dưới cho cô không ạ? À, khỏi cũng được. Bạn nào khỏi viết tiếng Anh thì viết tiếng Việt sở thích rồi thì kể cái khung luôn. Cô My viết đó cho tụi con. Bạn nào lỡ viết tiếng Anh rồi thì viết luôn. Ok chưa? Các bạn ơi, kể xong khung. Rồi, bạn nào xong vô lên cô My chuyển tra giùm cho. Cô My với cô Trâm chuyển tra giúp. À, cô Trâm thấy rất là nhiều bạn xong. Bạn Thần Vân xong nè, Châu xong nè. Không biết em Châu, em Châu tên gì ta? Em cũng Châu tên gì con? Bé Hà. Tên Hà rồi gắn thêm Hà. Vậy là Hoàng Châu với Hoàng Hà hả? Hay cái gì Hà con gái? Để cô Trâm đổi giúp ha. Thanh Hà. Rồi đổi giúp. Trời, cô Trâm thấy của Mộc Miên rồi nè. Trời, rồi. Mộc Miên kịp tô màu luôn. Quá lẹ. Xong nha, bây giờ tụi mình sẽ bật mí sở thích đầu tiên mà tụi mình nên giới thiệu cho các bạn mình cùng biết. Vì cái sở thích này nó sẽ liên quan đến việc con sẽ tô màu trên cái bài vẽ của mình. Thì đầu tiên sẽ bật mí về màu sắc. Rồi. Ví dụ ha, cô My viết một kiểu chữ khác, cô Trâm chút. Mình sẽ đa dạng ha, bằng cách là cứ hệ cái nét nào ở bên trái là cô My thêm một nét vô. Màu sắc. À, xem thử tụi con sẽ thích cái màu gì. Thì tụi con có thể vẽ một cái cây bút chì hay một cây bút màu mà con yêu thích đó. Cô My vẽ một cây bút ha. Sau đó cô My sẽ tô màu cho cây bút này bằng cái màu cô My thích. À, đúng rồi. Chúng ta sẽ tô màu yêu thích vào đó. Con thích hai màu hả? Con chia ombre cho cô My, chia làm hai gì nè đó. Trước một màu, sau một màu. À, thích bảy sắc màu vòng, tô bảy sắc màu vòng cũng được. Màu yêu thích nữa, gọi là mình màu yêu thích nữa. Rồi đó. Còn ai có một màu thôi á, thì tô nguyên full. Ví dụ cô My ha. Hai màu cô thích nhất là màu vàng. À, cô My thích nhất là màu cam, cô My tô vô đây màu cam. Đó. Màu xanh ạ. Ồ, màu xanh, tô màu xanh vô. Màu cam ha. À, bạn nên thích màu đỏ tô màu đỏ, thích màu gì tô màu đỏ. Rồi thế là xong phần màu sắc đầu tiên, mình minh họa bằng cách là mình vẽ trong một cái cây bút màu. À, tụi con vẽ xong rồi con tô màu con thích vô. Được chưa? Các bạn nào xong thích màu gì khoe vô nha. À, cô Trâm thấy của Hè thích màu vàng. Em thích màu cam cùng cô My. Rồi, màu vàng. Màu tím đen. Châu thích màu tím đen. À, màu tím thì các bạn con phải tìm trong cái bộ màu của con á, coi có cái màu đó không, tôi vô. Đâu còn bạn nào nữa? Lá cây. À, cô Trâm thấy của Long rồi nha. Phương cũng màu cam cam ạ. À, Phương cũng thích màu cam. Luôn. Phương có chữ đẹp ấy. Trời, ừ. Lát tụi con nhớ nhờ bố mẹ chụp bà hình gửi lên group nha. Cô Trâm thấy tụi con làm tốt quá. Ngọc Mê một tiếng. Rồi, tiếp nha các bạn. Xong phần màu sắc rất là đơn giản. Con chỉ cần tô vào cái cây màu đó, cái màu con yêu thích là được. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thứ hai. À, quay sang phần ẩm thực là món mình yêu thích. Màu nước của con thì nó bị khô, nó không có màu tím, màu xanh thì nó bị khô rồi ạ. Nên con không tô được, con tô màu chì nha cô nhá. Được. Rồi con Trâm thấy của Phương rồi nè. Bây giờ mình tiếp tục nha các con. Rồi tính thứ hai là món ăn.
sau màu sắc sẽ là món ăn. Xem tụi con thích ăn món gì. Món ăn yêu thích nhất của các bạn là gì? Ủa nãy cô My kêu chia 4 này. Chia 4 dòng 1, 2, 3, 4. Chia 4 à. Tí nữa cũng chia 2. Chia 2 là không đủ đó. Rồi món ăn cô thích ăn gì con vẽ vô đây. Một đến hai món thôi nha. Đừng có vẽ nhiều quá, không có đủ chỗ. Chỉ thích một hoặc hai món thôi là hết. Hai món tâm đắc nhất thôi. Ví dụ cô My ha, rất là mê ăn gà rán. Cô My sẽ vẽ cái đùi gà ở đây. Ví dụ cô Trâm thích ăn món pizza. Bốc khói luôn bị gà của My là bốc khói luôn. Thì nó nóng quá. Ờ, nóng ăn mới ngon đúng không? Nóng ăn mới hấp dẫn. Đó. Cô biết là con thèm quá. Ờ, em chơi. Hả, con nghe. Gà rán giống cô luôn nè. Ờ, con cũng ăn mê ăn gà rán luôn hả? Rồi, ai thích ăn pizza, vẽ pizza nha. Còn cô My ăn gà rán xong là phải ăn thêm một que kem nữa. Rồi, rất là mê ăn kem cây ha. Cô My sẽ vẽ thêm một que kem nữa. Que kem của cô My là phải có chocolate chảy nè. Đó, đang chảy. Thêm một trái cherry vào cho cái gì cũng giống con đấy gì. Sao tụi mình có những sở thích giống nhau? Anh đấy nghe cô. Ồ, món ăn ha. Mọi muốn ăn cái gì cũng vẽ ra đây hai món thôi, tại vì gọi là tâm đắc nhất thì chỉ cần thể hiện một đến hai, còn mà nói mà thích những gì là thích nhiều lắm, thích đủ thứ. Ngọc, đây Trâm thấy Ngọc vẽ ba món luôn. Xem Ngọc thử luôn. Ê, cái bánh donut hả ta, bánh donut hay bánh pizza đó, cái giữa của Ngọc á, chắc là nhờ Ngọc bọc mic, con không bọc mic không chưa nghe được. Đấy là cái bánh donut đã bị cắn à. À, đói quá cắn trên tờ giấy luôn. Đừng có kẹp giấy nha con. Rồi coi Châu nào. À, Châu có pudding nè. Sao giống bánh flan như vậy. Giống pudding. À, cộng kia pizza là pizza là phải có phô mai chảy. Trời ơi, em bạc hè luôn. Để giữ trời. Hai chị em dễ thương quá, vẻ dễ thương quá. Tiếp nha, coi thử còn ai nữa. Phương, mấy Phương ăn gì đây? Phương ăn kem, sushi nữa, sushi cuộn với lại kem, ok. Ở Nhật Bản đi cô. Coi khen. Rồi khen. Kem. À, những món ăn rất là quen thuộc với tụi mình ha, mê lắm. Bình, coi Bình ăn gì. Bình chọn gì đây? Khoe lên Bình, con mới chưa nhìn thấy. Rồi giơ bài con lên. À, trứng ốp la hả? Lại beef steak. Đúng không ta? Xịn xịn. Mê quá nha, mà lem quá. Rồi mình tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp. Xuống tiếp theo nha. Pudding hồi bánh lau, ok. Món ăn xong, mình sẽ chuyển qua. Ăn xong rồi phải tập thể dục nha các bạn. Tuy là mình rất là đam mê ăn uống, nhưng mà để giữ body mình khỏe mạnh thì tụi mình phải chơi thể thao. Rồi, đến tiếp theo là một chuyên mục thể thao bắt đầu. Xem thử con sẽ lựa chọn môn thể thao nào giúp mình có thể duy trì sức khỏe. Thể thao yêu thích của con là gì? Con thì đá bóng. Mình vẽ mình đá bóng. Thể thao là nó phải vận động nha. Đừng có ghi sở thích thể thao của con là coi tivi là không có được nha. Coi tivi là không có vận động. Tivi để con giải trí thôi. Đúng rồi, là giải trí thôi. Còn mình đây, ví dụ như con My thích đánh cầu lông, vẽ cái vợt cầu lông vô đây. Rồi, thích đánh cầu lông ha, bị cái giờ vật ở đây ha, đó, bạn này thích đánh cầu lông thì vẽ vô. Rồi, vẽ thêm trái cầu lông, hình tam giác ở đây. Cô thấy nhìn như cô vẽ không giống cho lắm hết cô. À, chưa nhìn chung, chưa nhìn ra được giờ cầu lông luôn hả? Cho thấy giống giờ cầu lông nè. Rồi đó, vẽ thêm trái cầu vô nha, cho người ta phát hiện mình đang đánh cầu lông. Đó. Rồi còn ai thích bơi hay là thể thao gì đó nên chơi đánh bóng đá à, thì vẽ cho con. Nhìn cái cầu lông của cô hơi giống cái vật đập dán. Cái vật đập dán hả? Thì vẽ con dán cho là thành vật đập dán, rồi may hồn vẽ trái cầu thì thành vật đánh cầu. May quá vẽ trái cầu đấy, không vẽ con dán đập dán. Rồi còn ai thích đá banh thì vẽ trái banh ha. Bạn nào thích làm gì nữa?
đi bộ thì vẽ cái chân mình bị dài. Con này ốc sen, con ốc sen, con đùm, con giá sen, con này chạy nhanh hơn. Là chụp patin đúng không cô? À đúng rồi, bạn nào thích chụp patin thì vẽ vô ha, chụp patin. Con cũng thích chụp patin luôn. À, thích chụp patin luôn, ok. Con đây cô chăm xem cô... của Hè thích gì nè. Đánh cầu lông. Đánh cầu lông, đá banh. Đánh cầu, chuột ván. Chuột ván. Ồ, cái chuột ván này xịn nè, con My vẽ lại, các bạn đã thích chuột ván có thể học hỏi ha. Đó, chuột. Dạ, con có một cái chuột ván nhưng mà con chưa chơi. Rồi, cô chăm xem của Phương. Bơi ha, nhảy dây. Bơi, nhảy dây. Ôi, các bạn lớp này mình vẽ xịn quá ta. Nhanh nữa chứ. Đâu, còn bạn nào nữa không? Coi Bình kìa. Wow. Vẽ luôn mình luôn, đáp anh chị suốt cho anh. Hay quá, hay quá Bình ơi. Cái khung nhỏ như vậy mà con có thể vẽ được đủ vậy. Hay quá. Trang, xem Trang nào. Trang thì đánh cầu. Xe quay chút con, xe quay chút. Lắc vòng hả? Lắc vòng hay gì đây, thấy cái vòng chắc đứng lắc vòng quá. Lắc vòng á, con biết lắc vòng rồi. Hay quá, cô chồng cũng biết lắc vòng mấy cái. Một lần con lắc được mấy cái? Dạ nhiều ạ. Nhiều lắm. Có hôm con còn lắc được hơn 100 cái. Con lắc được 150 cái. Trời, xịn dữ. Bảo Khang ơi, Bảo Khang vô bài đi cho cô chăm xem bài của Bảo Khang nè. Nãy cô chăm có thấy bài của Bảo Khang. Ông Bảo Khang đâu rồi? Bảo Khang tắt camera mất tiêu rồi. Tắt camera hả? Khang ơi, coi làm quen sở thích của Khang nè. Rồi Khang bật camera nha. Rồi những bạn còn lại, tụi con xong chưa? Theo kịp cô My tới môn thể thao chưa? Long coi Long chơi thể thao gì đây? Rồi tới Tuệ nha. Hỏi Khen đừng có tự ti rồi xấu nha. Có đánh gôn hay gì đây? Cô My thấy có cái vợt đánh gôn nữa hả? Phải không ta? Môn này là hơi hot đó. Rồi tiếp nha. Nãy cô My coi Tuệ, Tuệ Lâm chứ. Rồi Lâm khoe đi con. Có thử Tuệ Lâm nè, Minh Anh chứ, Minh Anh là gì? Xê qua một chút Minh Anh, con xê qua bên trái một xíu, chứ con mới không nhìn thấy. Cô Trâm ơi, đâu rồi, thấy không cô Trâm? Cô Trâm chưa thấy. Ủa, đây đây. Minh Anh trước đi ha, xong rồi tới Tuệ Lâm sau. Cho chụp ba tin với lãnh cầu, chụp ván à, lãnh cầu. Rồi, còn Lâm. Ôi, cô sở thích cuối cùng là gì hả cô? À, cuối cùng là gì, giờ bật mí ha, chụp ba tin với lúc ván. Sở thích cuốn cui. Đố các bạn, sở thích này có liên quan đến động vật. Những con vật đáng yêu mà tụi con thích. Có thể là vật nuôi, hoặc đôi khi không nuôi cũng được. Nhưng mà mình thích. Tụi Lâm vẻ dễ thương quá nè. Con mèo cũng chó á. À, mèo chó gì cũng được ha. Hoặc đôi khi nó không phải là vật nuôi trong nhà mà mình thích cũng được. Động vật, miễn là động vật là được. Rồi, sở thích cuối cùng là những con vật con yêu thích. Rồi, liên quan đến động vật. Ôi, cô con ghi bét được không cô? Trời ơi, bạn... Con ghi bét cũng được. Con bò lọc lọc nhá. Ê, trời ơi, Bảo Khang vẽ ok, cô Trâm thấy người với trái bóng nè. Đâu mà phải ngại, đúng không? Con vẽ tốt mà. Rồi, vẽ con vật con thích vô nha. Trời ơi, cô Trâm thấy bạn Nguyên Khang thích vẽ rắn. Thích rắn. Chỉ rồi. Con thích con gì, con vẽ con đó. Trời, cô Trâm sợ rắn lắm. Con sợ nhất là con rồng. Con sợ với con rồng hả? Động vật mà lấy là động vật mình yêu thích nha. Thẻ trái tim bên đây nè. Rồi khen vẽ động vật vào nha. Cô Trâm thích bạn mèo với bạn cuốn nè. Mèo mèo ha. Động vật nha tụi con. À, rồi con thích con gì nữa không vẽ vô. Đó, bạn nào thích cá heo, hà mã, động vật trên cạn dưới nước gì mình có thể vẽ vô. Cô là động vật mà cô. À, con thích Doraemon hả? Con mèo máy. À, đó là mèo máy. Mèo Simi ạ. À, bạn Hoàng Yến thích cá. Đâu rồi? Con bạn... Vẽ con khủng long
Được, vẽ khủng long được luôn. Con thích con gì con vẽ con đó. Bất kỳ ha. Đôi khi nó là những nhân vật như là unicorn hay là ngựa pony đó, con muốn vẽ con gì cũng được. Đây, sứa. Mẹ con này giống con chuột hamster quá đúng không ta? Không biết phải con sợ ô sứa lắm chứ con đi biển cũng bị sứa cắn. Nè, con bị sứa cắn. Con bị sứa đó. Ê, bạn Hữu Thành thích con heo đất, cô Trâm cũng thích con đó lắm á. Đâu, tao cho mình xem đất đó đi. Để rút tiền. Con mi thích con gì? À, Bảo Khang thích con mèo nè. Ờ, bạn Bảo Khang còn cái tiếng mèo kêu meo meo nữa. Meo nữa hả? Ok. Con thích nè đây ha, chị thấy chưa? Rồi, cô Trâm thấy rắn của bạn Nguyên Khiêm. Trời ơi, một viên tô màu sắp sắp xong luôn cô Trâm. Xịn quá trời. Minh Giang có con thỏ đáng yêu quá. Mình cái con gì? Mình con khủng long à? Hay cá sấu mà nó nhìn cá sấu. Ồ, lớp mình quá xịn luôn. Long có hương câu cổ hay con gì dễ thương vậy? Xem lại coi. Con này con mèo, mèo. Thiếu ria mép. Cho ria mép vô Long ơi. Con gì nhỉ? Nếu mà con vẽ con mèo cho thêm ria mép nha. Thêm ria vô. Mèo mèo à, mèo. Hai bạn mèo luôn. Con mèo nhà bạn con có hình bộ râu của con ít lè. Mèo luôn ha. Ok rồi xong. Vậy là các bạn lẹ quá. Với những bạn nào tụi con để xong mà bật mí bốn cái sở thích của tụi mình là màu sắc, món ăn, thể thao và con vật mình yêu thích. Thì bây giờ chắc là cô Trâm nhường lại cô Trâm chia sẻ ở phần tiếp theo thì con sẽ làm gì về nhà và bật mí những cái phần thưởng món quà đặc biệt dành cho buổi học thử ngày hôm nay thì tụi con sẽ có những ưu thế hay quyền lợi gì. Nếu như mà tụi con mong muốn là tiếp tục được tham dự tiếp, tại giờ là 9 giờ kém 15 rồi ha, mình chỉ còn có 10 phút, 15 phút nữa thôi là mình chia tay nhau cho buổi gặp ngày hôm nay. Thì làm sao để tụi mình lại tiếp tục được gặp nhau nữa thì con Trâm sẽ chia sẻ với tụi con nha. Vậy là chúng ta sẽ còn ở phần phía bên tay trái đúng không tụi con? Chúng ta sẽ còn một cái ô bên tay trái thì chúng ta sẽ có thể sáng tạo rất là nhiều nội dung. Thứ nhất là chúng ta có thể vẽ. Đây là hình của chị Trâm. Ồ vậy luôn. Hình ủa vậy? Đây chúng ta có thể vẽ võ thần long. Đây chúng ta có thể vẽ hình gia đình nè, chúng ta vẽ bố mẹ nè, rồi giống như bạn vẽ bố mẹ, em bạn nè, tớ và mẹ. Rồi, chúng ta có thể vẽ hình gia đình vào. Đây cũng là một hình gia đình. Rồi đây là có thể là chúng ta học, bạn học lớp mấy, nó bạn thân của bạn hay là ước mơ. Chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo ở cái khung phía bên tay trái của chúng ta nha. Bài nhiệm vụ về nhà của các con là cái gì? Là tụi con sẽ hoàn thành cái bài này. Tụi con tô màu ha. Tụi con hoàn thành cái cột phía bên tay trái. Xong rồi tụi con vẽ lại bằng bút đen và tụi con tô màu lại. Xong tụi con nhờ bố mẹ chụp cái bài của tụi con. Và tụi con nhờ bố mẹ up lên group Zalo nha. Để cô Trâm và cô Amy có thể xem bài của tụi con và nhận xét bài cho tụi con. Thì hồi nãy cô Amy có nói là chúng ta có một cái phần thưởng để cho ngày hôm nay. À, chưa xong cũng không sao nha, cô Trâm sẽ gửi lại cái video clip này cho tụi con để tụi con nếu như bạn nào chưa xong thì các bạn có thể xem lại. Rồi các bạn có thể hoàn hiện một cái bài như thế này. À, còn cái mặt phía trước. Cô Amy có thể dơ cái bài của cô Amy không ta? Em mất tiêu cái đồ uống của con là trà. Con gửi trên Zalo Facebook vậy cô. Gửi trên Zalo nha con, group học thử của chúng ta là group Zalo. Zalo đưa được kit đúng không cô? Không phải, Zalo của chúng ta là lớp học thử ngày 13 tháng 5. Đây, bây giờ các bạn hãy nhìn màn hình của cô Amy. Đây cô Trâm sẽ tắt botlight để cho các bạn nhìn màn hình của cô Amy. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện nội dung phía bên trong á, chúng ta tô màu thì chúng ta còn hai cái cánh cửa bên ngoài các bạn thấy không? Đây là hai cái phòng bên trong của tụi con ha. Thì đây là cái cửa nè, ụp lại nè. Đó. Rồi, tụi con có thể trang trí, tụi con có thể tô màu giống cô Amy, ghi chữ Amy. Bên đây là con viết tên của mình ha, bên đây viết tên của mình. Đó. Còn bên này là con sẽ vẽ cái mặt của mình vô đây, cũng như là một cái câu về cái
nội dung mà con yêu thích ha, bất kỳ một cái câu nói nào con tâm đắc, ví dụ như là rất vui được làm quen các bạn, hay là bất cứ câu nói gì con yêu thích, con có thể viết vào đây. Rồi, vẽ mình với lại viết tên mình trên cái cánh cửa ha. Đó, lật ra lật vô. Đó. Ờ, các bạn nói nhìn không giống cô. Đây này, tóc của My bên màu nâu, bên màu xanh, bên màu xám, con My vẽ không giống hả? À, con thấy rằng là cô tóc cô được. Rồi, rồi, vậy là các bạn đã hiểu bài tập của chúng ta chưa? Nếu các bạn hiểu, rồi, các bạn cho cô Trâm số 1 vào khung chat nha. Đó, nhiệm vụ của chúng ta về nhà. Chúng ta sẽ hoàn thành cái này. Ờ, cô Trâm thấy rất là nhiều số 1. Rồi, khi chúng ta hoàn thành bài chúng ta nộp lên thì cô Trâm và cô Amy sẽ nhận xét ha. Và để gặp lại cô Trâm và cô Amy ở những cái khóa sketch note ha. Nãy giờ chúng ta chỉ là lớp học thử thôi. Chúng ta có một cái lớp học thật. Rồi, giờ hết thử nữa, chúng ta có một cái lớp học thật. Thì lớp của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 4 buổi. Khóa học của chúng ta là khóa sketch note cơ bản. Chúng ta sẽ có 4 buổi học. Thì buổi đầu tiên ha, chúng ta sẽ học cùng nhau, học online qua 4 buổi học. Buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ học khái niệm sketch note là gì. À, những cái hình cơ bản để tạo nên một cái hình mà các bạn hồi nãy các bạn đầu giờ các bạn nói làm sao để vẽ hình nhanh nè, vẽ hình đơn giản mà đẹp nè, là chúng ta sẽ học trong buổi 1. Và cái cách mà các bạn xây dựng một cái bộ thư viện hình ảnh. À, để chúng ta vẽ hình nhanh, đẹp thì chúng ta cần phải có một cái bộ thư viện hình ảnh. Thì buổi 1 sẽ giải quyết tất tật những cái khó, những cái vấn đề của các bạn. Thì qua buổi 2 chúng ta sẽ học thêm về chúng ta sẽ vẽ người. À, vẽ người que là giờ bình thường rồi, ai cũng vẽ được. À, chúng ta sẽ có những kiểu người khác để cho chúng ta xịn sò hơn, nâng cấp hơn. Rồi kế tiếp chúng ta có thể vẽ về nơi chốn ha, không chỉ là ngôi nhà không, chúng ta có thể vẽ nhiều cách khác nữa. Rồi vẽ về giấy, tại sao chúng ta học vẽ về giấy, thì buổi 2 sẽ bật mí cho các bạn. Rồi học vẽ về process là học vẽ về những cái quy trình ha, buổi 2 sẽ hướng dẫn các bạn kết nối những cái sự kiện lại với nhau, những cái thông tin của các bạn lại làm sao mà ta hiểu được ha, hay các bạn tự hiểu được cái quy trình của cái bài sketch note đó. Và trong buổi thứ 2 chúng ta còn có học một phần rất là hấp dẫn, đó là làm sao để chúng ta sáng tạo ra một cái câu chuyện hấp dẫn qua những cái bóng thoại. Hay ngoài những cái bóng thoại là bóng thoại nói chuyện là quá bình thường rồi, cô Trâm cũng như cô Amy sẽ bật mí cho các bạn những cái bóng thoại khác hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Và hầu hết là cô Trâm thấy là các bạn nhỏ rất là thích cái phần mà thiết kế truyện tranh này qua những cái bóng thoại. Là qua buổi 3 chúng ta sẽ nâng cấp kiểu chữ của chúng ta, không chỉ là chữ in hoa hay là kiểu chữ hộp giống nãy của cô Trâm với cô Amy viết nữa, mà chúng ta có còn nhiều kiểu chữ khác cũng như là lồng hình ảnh vào chữ. À, đó là một phần. Phần thứ hai chúng ta học trong buổi 3 nữa là về màu sắc. À, các bạn nào mà sợ tô màu thì các bạn học phần màu sắc của Trâm và cô Amy sẽ chỉ cho bạn những tip tô màu mà ai cũng có thể tô được, không cần phải sợ gì hết. Và buổi thứ 3 chúng ta sẽ học về hai loại bố cục ở bên trong cái buổi 3. Để làm nên một bài sketch note chúng ta cần có rất là nhiều loại bố cục. Thì buổi 3 chúng ta sẽ học hai loại bố cục. Và buổi 4 chúng ta sẽ học hai loại bố cục. Và cô Trâm và cô Amy sẽ chỉ cho các bạn những cái tip để các bạn làm một bài sketch note xịn sò hơn. Giống như đầu giờ cô Amy đã chia sẻ với các bạn những cách ứng dụng sketch note. Đó là 4 buổi học. Sau 4 buổi học chúng ta còn có 7 ngày thử thách nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ luyện tập qua 7 ngày thử thách của chúng ta để chúng ta nâng cấp tay nghề của chúng ta ngày càng lên, tiến bộ hơn. Đó, chỉ có luyện tập thì chúng ta mới mau tiến bộ được thôi. Thì trong cái buổi học thử ngày hôm nay đó này, cô Trâm nói với bố mẹ các bạn nha. Các bạn có thể về nói với bố mẹ thì Học viện Vẽ Tuốt sẽ dành cho các bạn một cái phần quà. Đó là chúng ta sẽ, nếu như chúng ta đăng ký học thử ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được một cái voucher giảm giá. Nếu mà các bạn đăng ký một mình của các bạn thì các bạn sẽ được giảm giá 200.000. Còn nếu chúng ta đăng ký theo nhóm từ 3 bạn tới 5 bạn thì chúng ta sẽ được giảm 300.000. Còn nếu như lớp mình mà gom nhóm được 6 bạn luôn thì chúng ta sẽ được giảm tới 400.000 lận. Đó, học phí chỉ còn 990.000 cho 6 bạn.
nhóm 6 bạn trở lên thì học phí chỉ còn 990 ngàn. Và nó đã bao gồm bộ dụng cụ nha, sẽ có dụng cụ gửi về tận nhà các bạn luôn. Cho nên là chúng ta không cần chuẩn bị gì hết, chúng ta chỉ cần một tinh thần lạc quan vui vẻ. À, dụng cụ có sẵn. Vô gặp cô Trâm và cô Amy để chúng ta tiếp tục chơi. Mà nhiều chơi, trò chơi còn vui hơn nữa. Nhiều game lắm, đảm bảo luôn. Buổi nào cũng có game luôn. Cho nên là cô Trâm khuyến khích là nhóm lớp chúng ta có thể là các con nó bố mẹ có thể là gom nhóm để chúng ta giảm được học phí nha. Ở lớp học thử tuần rồi đó là cô Trâm với cô Amy gom nhóm được các bạn á để các bạn đăng ký. Cô Trâm cũng sẽ gửi lịch học cho các con. Lịch học của chúng ta lớp Sketch Notes sẽ diễn ra vào tháng 6 nha tụi con. Lớp tháng 5 hết chỗ rồi. Chúng ta sẽ diễn ra vào tháng 6. À, là chúng ta nghỉ hè xong rồi chúng ta có một tinh thần vui vẻ để chúng ta vừa làm bài ha. Làm bài tập nè, hoàn thành thử thách nè, đảm bảo nhận quà. Có quà, có rất là nhiều quà dành cho các bạn luôn. Ngoài bộ dụng cụ là cô Trâm với cô My có chuẩn bị những phần quà cho các bạn, dành cho các bạn tiếp tục gặp đồng hành với các cô. À, lớp Sketch Note người lớn nếu mà gom nhóm cũng được giảm nha chị. Dạ, lớp Sketch Note người lớn thì nếu gom nhóm thì cũng sẽ được áp dụng cái ưu đãi này nha chị. Hiện tại là lớp Sketch Note người lớn cũng đang được giảm 200 ngàn á. Không biết có bạn nào thắc mắc hay là phụ huynh nào muốn hỏi thì có thể bật mic lên hỏi để cô Trâm và cô Amy giải đáp nha. Có bạn nào muốn gặp lại cô Trâm và cô Amy nữa không? Bạn ơi cho mình hỏi là học phí nếu mà một bạn đăng ký học thôi ạ thì còn là bao nhiêu ạ? Sau khi giảm 200 nghìn là còn bao nhiêu? À, sau khi giảm 200 nghìn là còn 1.190.000 ạ. Học phí gốc của khóa này là 1.390.000. Và học trong bao lâu ạ? Dạ, học trong 4 buổi học online qua Zoom như thế này và 7 ngày thực hành nữa hả? 7 ngày thực hành cũng là online luôn ạ. Dạ, 7 ngày thực hành là mình sẽ làm bài tập tại nhà xong rồi mình sẽ gửi bài cho giảng viên và giảng viên sẽ nhận xét bài cho các bạn. Vâng, mình cảm ơn các bạn. Dạ. Sao lần trước không có voucher hả? Voucher này chỉ dành cho các bạn đăng ký học thử. Chỉ riêng những bạn nào hôm nay tham dự thì tụi con mới được áp dụng cái voucher này. Nên cô Trâm nghe nè Khen. Bật mic Khen thôi, không nghe con à. Mic của con cái buồn con. Nói lại. Nghe. Mà sao thế con? Con để cái mic gần miệng con chút cho dễ nghe. Anh bỏ rồi. Con để cô Trâm nghe nè Thanh Bình. Mình học trực tuyến nha. Hiện tại là không có lớp trực tiếp. Tại vì chúng ta ở rất là nhiều nơi. Bình muốn học thì một lát Bình nhờ mẹ để cô Trâm sẽ tạo một cái nhóm ở trên Zalo để chúng ta cố gắng gom nhóm để chúng ta được giảm học phí nha. Cô ơi, con đăng ký luôn nha cô. Trời, cảm ơn con nha. Đăng ký thì lát nữa nhớ nhắc mẹ con là cô Trâm sẽ gửi cho một cái group để bố mẹ sẽ đăng ký học qua cái group đó. Con nhớ nói mẹ là lát xíu mình tham dự vào cái nhóm đó. Vâng ạ. Mình gom lại mình đăng ký cho nó ưu đãi cho tụi con. Đó, một lát cô Trâm sẽ up lên group Zalo nha tụi con. Còn bạn nào mà chưa có nhóm Zalo thì có thể liên hệ cô nha. Cô cho mình đăng ký luôn. À, con đăng ký luôn hả? Ok. Một lát cô Trâm sẽ gửi thông tin lại ở trên group Zalo nha. Tụi con nhờ bố mẹ sẽ kiểm tra tin nhắn ở trong phần Zalo nha tụi con. Bạn nào mà có điện thoại là bạn có thể scan. Nó vứt hết ra ngoài đường rồi. Scan cái QR code này thì chúng ta sẽ liên kết tới fanpage của Học viện Vẽ Tuốt ha. Ngoài về học phần về Sketch Note đó, nó chỉ là cái bước đệm thôi, nó là khởi đầu thôi.
chúng ta còn có rất là nhiều những cái khóa học sao để chúng ta nâng cấp tư duy hình ảnh của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Đây, lớp Resketch Note là dành cho các bạn mà từ 5 tuổi đến 8 tuổi, là những bạn còn nhỏ và vẽ còn hơi yếu á, thì các bạn sẽ học lớp Resketch Note để các bạn vẽ hình cho cứng cáp thôi. Sau khi mà chúng ta qua được lớp Resketch Note thì chúng ta tiến tới hành tinh của lớp Sketch Note cơ bản. Khi mà chúng ta học xong lớp Sketch Note cơ bản, chúng ta có thể học lớp Sketch Note thực hành để chúng ta luyện tập, nâng cao kỹ năng của chúng ta. Thì môn Sketch Note khi mà tụi con học, tụi con bỏ thì nó sẽ không có tác dụng gì hết. Nhưng mà khi tụi con luyện tập thì ngày càng tụi con sẽ càng tiến bộ, tụi con sẽ ghi bài nhanh hơn, vẽ nhanh hơn. Tụi con có thể sketch note luôn cái bài ở trong lớp luôn. Sau khi mình học thực hành, mình có thể học luôn một cái khóa đó là khóa mind map. Khóa này sẽ giúp tụi con học những cái luật của ông Tony Buzan kỹ hơn. Bạn nào muốn đi thi về mind map thì các bạn có thể học luôn. Sau khi mình học khóa mind map thì mình có học thể hệ nâng cấp lên nữa. Đó là trình độ mình đang nâng cao dần ha. Mình có thể học gặp lại cô Amy ở lớp sketch note nâng cao. Đó. Và ngoài ra thì Học viện Vẽ Tuốt còn một cái khóa nữa là khóa Bullet Journal, là khóa thiết kế một cái sổ tay nhật ký cá nhân để cho tụi con có thể kỷ luật bản thân. Đó là tụi con sẽ học về gì? Tụi con sẽ học về những cái mục tiêu nè, tụi con sẽ đề ra mục tiêu và tụi con phải theo dõi cái mục tiêu đó để xem là nguyên một năm đạt mục tiêu năm, mục tiêu tháng, mục tiêu tuần, để coi tụi con có thể đạt được mục tiêu đó hay không. Đó. Và theo dõi những thói quen hàng ngày của tụi con. Đó là những khóa học của Học viện Vẽ Tuốt. Thì hiện tại là đang có ưu đãi ở khóa Sketch Note cơ bản. Còn nếu như các bạn nào đăng ký combo thì như là 2 khóa hay là 3 khóa thì sẽ được còn giảm hơn nữa. Thì cô Trâm chỉ nói về ưu đãi của khóa Sketch Note cơ bản trước thôi. Còn bạn nào mà muốn học combo nhiều khóa thì các bạn có thể liên hệ riêng. Các bạn có thắc mắc gì không ta? Hay là phụ huynh, mẹ các con có đó không? Dạ, cô Trâm ơi, ví dụ mình liên hệ riêng là số điện thoại của trung tâm hay là sao ạ? Dạ, chị có thể liên hệ Zalo của em á. Một lát em sẽ có up một cái bài ở trong trong group Zalo. Sau khóa học có sau buổi học thì em có thể em up bài thì chị có thể liên hệ. Hoặc là mình có thể liên hệ luôn fanpage của Học viện Vẽ Tuốt. Ôi cô. Cô Trâm nghe nè. Bảo Khang là đã học cái sketch note cơ bản này một lần rồi, nhưng mà lần đó là những cái ngày cuối cùng là do gia đình có việc á, cái bạn không theo hết trọn khóa, cho nên giờ muốn học lại thì mình cũng cứ đăng ký cái lớp cơ bản tiếp theo này phải không cô hả? Dạ đúng rồi chị. Nhà mình có thể đăng ký nha. Đây kèm Bảo Khang, cho Bảo Khang xịn lên. Ở nhà cũng có một bé 5 tuổi nữa đó, chắc là cho bạn đó học cái lớp free sketch note luôn người ta. Dạ, nếu mà chị đăng ký combo 2 khóa thì nó sẽ được giảm nhiều hơn chị. Cảm ơn cô, lát nữa cái gì thì sẽ nha, xin cô cái thông tin để mà. Dạ ok. Còn những bạn nhỏ khác thì các bạn nhớ hoàn thành cái bài nha. Rồi nộp lên cho cô Trâm với cô Amy nha, chụp hình. Rồi bây giờ cô Trâm xin các bạn một tấm hình làm kỷ niệm nha. Rồi tụi con khoe cái bài của mình lên để sát bên cạnh mặt mình nè. Chụp hình chung nhau, tấm hình kỷ niệm. Ví dụ cô Trâm có nguyên tấm bự trẻ luôn. Rồi. Chưa làm xong. Chưa làm xong cũng không sao. Chưa xong, có nhiêu mình khoe bao nhiêu. Rồi lát mình về mình tô màu tiếp. Tụi con rồi, khoe. Các bạn bật camera lên nha em. Rất chừa cái mặt tụi con ra nha. Cho mọi người nhìn thấy chứ không là thấy cái bài của con chia hết cái mặt đó. Để giống cô My nè. Cái quyển vở nằm ngang mặt của con gì nè, sẽ nhìn thấy được con với lại tờ giấy luôn. Đúng rồi. Rồi để thấp xuống chút mà để nhìn thấy được con. Đó, đúng rồi. Giống như Miên nè, Yến nè, Yến sơ xuống chút mà đó cho nhìn thấy mặt Yến. Rồi lâu với lại Khen ơi, bật camera đi Khen.
hai đứa con Long với lại Minh Ngọc đâu rồi? Xê ra một chút. Ngồi xê ra một chút thì thấy hết hai đứa con. À, đừng có ngồi sát màn hình quá. Minh Ngọc khen nè. Rồi Minh Ngọc cũng vậy ha. Giơ bài lên đi chụp hình kỷ niệm. Khánh Linh ơi, cô Trâm không thấy mặt con rồi nè. Còn Kim Ngọc với Khôi Nguyên nữa. Chúng ta bật camera lên nha. Cam ha, bật cam cô mới có kỷ niệm các bạn. Rồi 1 2 3. Chưa coi coi giờ. Ok ok. Rồi chờ khen chút. 1 2 3. Rồi kiểu khác nha. Rồi kiểu gì ha, tim. Rồi con bỏ bài xuống ha, bỏ bài xuống bắn tim. Rồi. Kiểu số 2. 1 2 3. Ok, cảm ơn tụi con rất là nhiều. Yay, hẹn gặp lại tụi con trong những chương trình gần nhất của Học viện Vẽ Tốt tại khóa Sketch Note cơ bản hoặc là cộng đồng sinh hoạt Doodle Kids. Có cơ hội thì cô Trâm và cô My lại tiếp tục đồng hành cùng với tụi con. Bye bye. Chào con ngon và cuối tuần vui vẻ. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô ạ.